Rồi, hello, xin được chào các anh chị, các bạn. Hôm nay mình Huy Thịnh ATP sẽ có một cái chủ đề mình thấy cũng nhiều người cũng khá quan tâm thời điểm này đúng không? Đó là cổ phiếu họ nhà Vin, Vinhome. Thì chúng ta đều biết là từ khoảng suốt 2 tháng nay thì thị trường này được gánh đỡ và tiếp thêm serum, tiếp thêm cái truyền nước biển là nhờ hai nhóm thôi, nhóm băng và nhóm họ nhà Vin. Thì nhóm băng thì tạm thời đang trong giai đoạn điều chỉnh, luân phiên điều chỉnh từng phần liên kẽ trong nhóm. Còn họ nhà Vin thì đang đặt ra câu hỏi lớn cho mọi người là tại sao trong thời điểm này đang vào quá trình thu mua cổ phiếu quỹ mà lại vẫn giảm đỏ, và họ nhà Vin đang ở trong một cái thế như thế nào? Điều này thì chúng ta phải nhắc lại đến cái thời điểm của tháng 10 năm ngoái, cũng cùng thời điểm này, những cái ngày mà 21, 22 tháng 10 gì đó năm ngoái, khi mà họ nhà Vin tung ra cái tin là phát hành trái phiếu chuyển đổi thì gây ra một cú sốc cho tất cả các cổ đông lớn của họ nhà Vin rất là nhiều, Vinhome. Khi mà người ta sau khi tính đi tính lại, cân đong đo đếm, chia chác tới lui, thì cái giá trị cổ phiếu quy về trái thị thực ở trong 5 năm tới thì nó chỉ tương ứng với cái giá là từ 32 tới 34 nghìn. Có rất nhiều nhóm, rất nhiều KOL và cũng có rất nhiều đội đã tính toán ra thì giá trị của Vinhome phù hợp sau khi phát hành cái cổ phiếu chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi đó, nó rơi vào khoảng phù hợp là khoảng 32 tới 34 nghìn. À, ok. Nhưng sau khi rớt về cái vùng giá 40, 39, 40 thì hàng loạt các phương tiện truyền thông, rồi các đội nhóm, rồi các broker, rồi các đội nhóm, các KOL này kia nọ đi lan truyền khắp nơi cái câu chuyện là Vin gửi cổ phiếu ở trong ngân hàng thế chấp với giá trị 40. Nếu mà gãy giá 40 đó thì sẽ bị bán tháo hàng loạt, sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn, cực kỳ khủng khiếp. Đây là tin mật, tin gì cứ nội bộ ngân hàng biết thôi. Nhưng mà cuối cùng không biết tin nội bộ kiểu gì, nhưng mà trong vòng vài ngày thôi là nó lan truyền hết cái mạng xã hội này. Tin mật nhưng mà chỉ có khoảng vài triệu người biết thôi, đúng không? Rồi cuối cùng là sau cái đợt giảm đó thì tháng 11 đã bắt đầu phục hồi lại và gượng gạo cho tới cái tháng 7, 8 vừa qua. Khi mà mọi người nghĩ rằng Vin đã bắt đầu ổn định ở trên nền giá đó phù hợp, thì tới lúc đó cái câu lạc bộ trăm tỷ, có khá nhiều các anh chị ở trong câu lạc bộ trăm tỷ đã bước vào Vin với những vùng giá như là giá 49, 50 này kia nọ, khi có nhịp phục hồi đầu tiên của Vin ở trong năm 2024 này. Và tất cả đều bị kẹt xô, một là ôm gồng luôn, hai là phải nhảy tàu gấp khi mà Vin nó thủng vùng giá 40 và đánh về gần vùng giá 34. Như thế thì cái câu chuyện năm ngoái và năm nay nó còn giống nhau nữa hay không? Hay là trong từ năm ngoái năm nay nó là setup một cái game khác, một cuộc chơi khác, một lá bài tẩy khác? Và tại sao khi vừa thoát khỏi vùng đó, khi mà rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư ủng hộ Vin ở những vùng giá là 49, 50, 52, thì lại có một cái lực cân đỡ rất lớn kéo lên. Từ vùng giá 34 mới ghê chứ. Từ đúng cái vùng giá 34 mà chúng ta tính toán từ hồi năm ngoái. Người ta tính, em không tính đâu. Người ta tính, em chỉ đi, em tổng hợp, em coi lại thôi. Đó là câu chuyện đó. Thế thì ai là người đã cân cái khối ngoại 18.000 tỷ cổ phiếu của Vin ở khối ngoại? 18.000 tỷ Việt Nam đồng nha. 18.000 tỷ Việt Nam đồng giá trị cổ phiếu mà khối ngoại nắm từ đầu năm. Cân hết. Cân luôn và kéo ngược luôn từ giá 34, kéo ngược lên tới giá 4X như thế này. Vin mua chăng? Hay là ai mà thiện nam tín nữ mua? Hay là cánh tay mặt, cánh tay trái? Hay là anh em họ hàng chú bác ruột của Vin mua? Để cân lên như thế. Mà mua này bằng tiền gì? Tiền thịt hả? Tiền thịt cân hết mười mấy ngàn tỷ cổ phiếu của khối ngoại, cân luôn cả trong nước luôn hả? Phải vay thôi nha. Kinh doanh mà không vay thì gọi là kinh doanh. Vay hình thức gọi là gì? Mặc xin đấy. Và đến thời điểm này, sau khi cân câu kéo được từ vùng giá 34 lên tới điểm này rồi, thì bây giờ tới một cái câu chuyện mới, là câu chuyện thu mua cổ phiếu quỹ. Đặt trường hợp các anh chị ở đây, các anh chị sẽ thu mua cổ phiếu quỹ từ đâu? Mua hết 300 mấy chục triệu cổ phiếu này, mua thẳng lên thị trường, mua trên market hả? Mua đặng cho tạo sự khan hiếm hả? Sau đó đẩy giá Vinhome lên giá 70 đúng không? Đẩy giá Vinhome lên cỡ chừng 65-70 chứ gì? Đặng chúng ta ai cũng có tiền đúng không? Nhà nhà giàu có, thị trường kéo vượt ngàn ba đúng không? Nếu đặt tình huống ở Vinhome thì họ sẽ mua cổ phiếu quỹ này từ đâu?
mua tập trăm trăm từ thị trường hay mua từ đâu? Một số nguồn mà chúng ta có thể là nghĩ đến đầu tiên, mua chính lại từ những người đã cứu vớt Vin từ vùng giá 34 nha. Thứ hai là mua từ những cái đối tác và là cánh tay trái, cánh tay mặt, những anh em, những tổ chức, những đồng chí, đồng bào, mua hình thức thỏa thuận. Còn với số lượng cổ phiếu mà đã dùng mặt xin để mua, dùng mặt xin để mua để cân lên từ vùng giá 34 thì bây giờ đã có lời rồi. Có lời rồi. Thì bây giờ có lời này thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ lại gửi cổ phiếu này vào để vai đánh tiếp lên cho những họ khác. Có thể họ gửi lượng cổ phiếu này bây giờ giá đã tốt rồi không? Họ gửi vào đi vay tiếp. Dùng cổ phiếu hiện tại giá tốt đi vay tiếp để đánh họ nhà Vin lên tiếp, hay là những họ hàng hay khóc khác lên tiếp. Hay là họ sẽ xả mặt xin. Khi họ cân từ 34 lên tới dùng giá 48, 49 này rồi thì họ sẽ nhùng nhằng lâu lâu buôn lên cái là dịch lên dịch xuống phân phối để xả mặt xin. Đây chính là câu hỏi hiện tại của họ nhà Vin. Thì mọi người hỏi tại sao bước vào mua cổ phiếu quỹ rồi, bước vào khu vực quỹ rồi mà tại sao giá nó không chạy, nó không tăng, nó không xanh tím ngay từ đầu phiên như hôm qua chúng ta kỳ vọng. Phức tạp lắm các chị ạ. Nha. Mình sẽ không biết được ẩn số bên trong đâu. Chắc chắn 100% không thể biết được ẩn số bên trong đâu. Mình chỉ có quyền đặt câu hỏi, mình chỉ có quyền suy luận đặt câu hỏi và diễn tiến một cái game rất lớn từ đúng một năm nay, từ tháng 10 năm ngoái cho tới tháng 10 năm nay. Từ rút ra cái tin đầu tiên là phát hành trái phiếu chuyển đổi cho tới vũ sạch sẽ các nhà đầu tư trong nước đang nắm, rồi vũ tới luôn cả khối ngoại đang nắm, rồi cân lại từ dùng giá 34 và lại vừa cân xong lại ra tới cái tin là thu mua là cổ phiếu quỹ. Thế thì bây giờ ở hai ngã đường, một là các tổ chức đang nắm giữ sẽ lại đẩy vào trong ngân hàng lại vai repo, sau đó lại đánh cổ phiếu của chính mình lên thị trường tốt, hay là bây giờ họ sẽ xả ra và một phần Vin sẽ đi cân lại mà mua lại cổ phiếu quỹ từ các anh em đồng chí đồng bào đó. Còn những nhóm còn lại thì phải xả dần mặt xin ra. Điều đã xong. Thế thì có hai trường hợp đó thôi. Trường hợp đánh mạnh, lấy cái cổ phiếu đang có giá trị tốt, vay tiếp. Còn trường hợp mà đã xong điều rồi thì sẽ nhùng nhằng trong biên độ là cứ 46-50, 46-50, 51, dần đó. Để mà xả mặt xin ra. Theo dõi thôi các anh chị ạ. Mình không đoán được đâu, nhưng mà chỉ có hai trường hợp thôi nha. Thì đây là một số cái luận điểm mà cái đầu óc ngu dốt mình thì suy luận ra thôi. Còn nếu mà mọi người có bổ sung thêm cái gì thì hãy đóng góp cho mình với nha. Hy vọng là mọi người sẽ có một số cái quan điểm đóng góp để mình được học hỏi thêm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở một cái clip nào đó thú vị hơn, chứ không phải cái clip nhũng não thế này, cái clip mà gần như không ai biết được câu trả lời chính xác cả. Bye mọi người. Peace.